Này này này, cái anh này tắt ngay máy đi. Anh làm cái gì ở đây mà đỗ hết xe đường này? Dắt gọn vào. Ô tô người ta còn đi. Nhen. Em vừa nhìn mồm không đấy, vừa chửi cán bộ này đây. Thanh niên gì mà chơi toàn vô tô này, làm cái gì mà giàu thế?